Xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại với Bất Động Sản Ước Mơ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau xem một căn nhà được thiết kế ở bên trong rất đẹp, nằm tại khu vực phường Quang Trung. Đường này chúng ta sẽ ra khu vực Vincom Thái Nguyên. Chỗ này cách Vincom khoảng độ 300m. Ở bên ngoài này thì căn nhà anh chị nhìn thấy có thể là nó hơi bị màu sơn hơi cũ một chút. Tuy nhiên ở bên trong thì được trang trí và được thiết kế cực kỳ hợp lý. Phía bên dưới chúng ta đi vào sẽ thấy là khu vực phòng ăn. Ở bên dưới này thì họ sử dụng để xe. Ở bên chúng ta lên gác lửng này, chúng ta sẽ thấy đây là một cái phòng ăn này được thiết kế rất là sang trọng. Ở đằng sau của cái khu vực phòng ăn này thì đó là khu vực bếp nấu. Căn nhà này thì được xây dựng trên diện tích 143,9m2, với mặt tiền là 5m rưỡi và nở hậu là 10m. Ngôi nhà thì họ cũng xây tụt vào bên trong khá là nhiều, vậy là các phòng thì đều được thiết kế nhìn rất rộng rãi. Và ngôi nhà này thì có ánh sáng trực tiếp, ánh sáng tự nhiên là được thiết kế rất thoáng. Bên này thì có thể không cần bật điện mà các tầng thì đều được chiếu sáng, ánh sáng rất tốt. Ở dưới bếp này thì họ làm một cái bếp nhỏ xinh, cũng rất là gọn gàng. Chúng ta sẽ lên phía bên trên đến khu vực phòng khách. Phòng khách này thì rất rộng. Gia đình chủ nhà họ chuẩn bị có chuyển đi, nhà cửa hơi bị bừa bộn một chút. Giờ chúng ta sẽ lên phòng ngủ tiếp theo. Ở trên này thì có hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ trên này đều được thiết kế khép kín. Tiếp theo chúng ta sẽ lên phía bên trên tầng 3. Trên này gồm có một phòng ngủ, một phòng thờ và một sân phơi. Phòng ngủ trên này họ thiết kế rất là rộng rãi. Nhìn chung căn nhà này thì được thiết kế hợp lý. Họ tận dụng được cái diện tích nở hậu ở đằng sau. Vào nhà chúng ta cảm thấy rất là rộng, rất thoáng. Cách thiết kế này thực sự rất là hợp lý, rất đẹp. Trên này có phòng thờ, có sân phơi. Và video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào.